Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 26 và 27 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 8 để tiến hành các nội dung theo luật định. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình. 6 tháng đầu năm, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Tình hình kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.700 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi tích cực ở tất cả các ngành, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt trên 10.600 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được xếp thứ nhất về năng lực cạnh tranh cấp huyện. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã bám sát chương trình công tác năm, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trọng tâm là tổ chức thành công 3 kỳ họp. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri được quan tâm chú trọng. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Hữu Quý, Bí thư Thành ủy Ninh Bình nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới và trong nước được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Để đạt được các mục tiêu, đồng chí đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai sâu rộng việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh ủy, kỷ cương trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, tăng cường công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế đô thị, rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình đã nghe, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra. Trong phiên họp sáng ngày mai 27 tháng 7, kỳ họp tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.